quý vị, có bao giờ mọi người nghe đến sản phẩm mật dừa nước hay chưa ạ? Với cái tên khá là lạ, nhưng quy trình để làm ra sản phẩm này còn độc đáo hơn, bởi để lấy được mật từ loại cây này, người thợ đã phải massage cho những cây dừa. Mời quý vị cùng khám phá quy trình lấy mật thú vị ấy ngay sau đây. Anh Phan Minh Tiến, 29 tuổi, người con của vùng đất mặn Cần Giờ, đã gắn bó với cây dừa nước từ khi còn nhỏ. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh quyết định trở về quê hương, khởi nghiệp với loại sản vật quê hương này. Sau 5 năm tìm hiểu các tài liệu, sách báo nước ngoài, anh đã nghiên cứu và tìm ra phương pháp massage, chiết mật từ cuống dừa nước. Từ là một loại cây tưởng chừng không nhiều giá trị, nhưng với phương pháp này, anh Minh Tiến đã thu hoạch được những món quà của tự nhiên. Quê hương Cần Giờ của tôi á, thì cây dừa nước rất là nhiều. Đâu đó cũng khoảng đâu 900 hecta dừa nước tự nhiên. Nhưng mà khách du lịch á, khi mà tới Cần Giờ du lịch chơi thì người ta chỉ mua được những cái cơm dừa nước ăn dọc đường, ven đường như vậy thôi. Thì thấy cái giá trị sử dụng nó cũng chưa được nâng cao. Trong quá trình tôi đang nghiên cứu tìm hiểu thêm về cái cơm dừa nước, cũng như là thấy được những giá trị rất là tiềm năng từ cái mật dừa nước này, thì đây là một cái cơ hội rất là lớn để nâng tầm được cái giá trị của cây dừa nước. Chính vì vậy tôi bắt đầu tôi chọn cái con đường khởi nghiệp với mật dừa nước này. Để cho ra một sản phẩm mật dừa nước hoàn thiện, anh Tiến cùng nhân công của mình thực hiện nhiều công đoạn, bao gồm lựa chọn cây dừa, uống dừa, chăm sóc, thu hoạch tinh chất và chế biến. Trong quy trình sản xuất mật dừa, công đoạn massage vẫn là công đoạn quan trọng nhất, bởi nếu không massage thì cây dừa sẽ không tiết ra mật. Các anh nhân viên thì mỗi ngày sẽ đi chăm sóc cái cuống dừa đó, sau khi mình chặt cái buồng dừa đó ra. Từ một cái cuống dừa nó có thể tiết ra được cho mình tới 1 lít mật dừa nước, và cũng như là mình có thể thu hoạch được tới trong vòng tới 30 ngày. Sau thời gian phát triển sản phẩm, hiện tại anh Tiến đã thành lập thương hiệu dừa nước ông Sáu với hai loại sản phẩm mật dừa nước tinh chất và mật dừa nước cô đặc. Ngoài việc dùng để uống, sản phẩm mật dừa nước cô đặc còn có thể sử dụng làm bánh cũng như trong các món kho, món nướng. Dự án mà về khai thác và chế biến mật dừa nước cô đặc của mình á, thì được kỳ vọng tạo ra được rất là nhiều cái giá trị về xã hội, đặc biệt là trong cái việc mà tạo ra sinh kế giúp cho bà con. Mình đang chú trọng tới lại những anh nhân công tại địa phương của mình luôn, thì để chúng ta đang nói là tạo được cái công ăn việc làm cho các anh người dân địa phương của mình. Khi mà giá trị cây dừa nước được nâng tầm lên thì bây giờ là bà con của mình bây giờ phải trồng dừa nước nhiều hơn thay vì phải phá bỏ như hiện tại. Đây là một cái hệ sinh thái rất là tuyệt vời, có nghĩa là nó chống xói mòn đất, tại vì cây dừa nước mình hơi mọc hay mọc ở ven sông thì nó giúp chống xói mòn đất. Cái thứ hai đó là một cái nơi cư trú của các loài sinh vật ở dưới cái tán dừa, như con còng, con cá hay là những con chim, để mà nó sống ở dưới cái tán dừa thì nó bảo vệ cái hệ sinh thái. Với những thành công từ phương pháp massage cây dừa nước, anh Phan Minh Tiến mong muốn mật dừa nước sẽ trở thành món đặc sản không dễ bỏ qua khi khách tham quan trải nghiệm tại vùng đất Cần Giờ. Và những hình ảnh vừa rồi